Nối liền từ miền Nam Cali đầy nắng ấm, kiêu sa của Hollywood. Bắt đầu từ năm 2012, Johnny Dũng với một hành trình mới mãi tận đến xứ hoa đào Nhật Bản và xứ Hàn Kim Chi. Kể từ đó, một kho tàng dược thảo thật quý giá đã được mang về ngưỡng cửa của quý vị hầu chăm sóc cho sức khỏe và làn da tuyệt mỹ. Lotus by Johnny Dũng đã ra đời như một sự kiện lịch sử thay đổi tất cả. Nói đến người ca sĩ với giọng ca quyến rũ, lãng mạn, nhạy cảm và đam mê trên mỗi việc làm của mình. Ca sĩ Johnny Dũng, anh đã chứng minh tánh tình nhiệt huyết, dám nói, dám làm. Là một ca sĩ, một kỹ sư điện tử, một thầy giáo, anh vẫn không ngừng học hỏi để rồi cuối cùng trở thành một chuyên viên y học với kinh nghiệm hiểu biết thật dồi dào, dẫn dắt công ty Lotus với sứ mệnh cao cả phục vụ cho xã hội. Johnny Dũng chưa bao giờ biết ngại ngùng chùn bước. Thanh Nhã đã bên cạnh anh Johnny Dũng rất là nhiều năm rồi và thấy anh lúc nào cũng bận rộn, thấy care công việc rất là chu đáo và tận tình. Anh dùng chính bản thân của mình để thử nghiệm trên từng một sản phẩm. Make sure mỗi một sản phẩm phải thật là tốt, phải thật là hữu hiệu rồi anh mới gửi gắm đến tay của người tiêu dùng. Ánh sáng từ dược mỹ phẩm Lotus đưa hy vọng cứu tất cả chúng ta bằng sự mồ nhiệm của Super Fucodin Chi Văn Tạo. Ông xã tôi là bệnh viện chê rồi, tôi chỉ ngồi tôi khóc, tôi cứ nghe Dũng nó lên TV rồi uống nó tốt đó. Tôi mua làm uống mãn cầu là dưới cái phu và đăng mà uống sau một tuần lễ thì ổng nuốt được, uống trong vòng 3 tuần là bắt đầu ổng ngồi được, ăn được, ngủ được, cái bệnh xiển nó cũng hết mà cái tim nó cũng không cần đi mổ, mà uống cái thuốc này nó mất tiêu luôn. Và đó là lý do không biết bao nhiêu nhân chứng sống kề cận tuyệt vọng tử vong mà giờ đây họ lại là những người tràn đầy hy vọng nhờ vào thần dược Lotus Super Fucodin. Lan có một người bạn và Lan đã giới thiệu người bạn đó xài Fucodin 800mg của Johnny Dũng ở Okinawa. Và thật là ngạc nhiên, có một người anh ở Việt Nam bị u não và bác sĩ đã chạy và cô nghĩ rằng là còn nước còn tát, cô đã nhờ Super Fucodin mà viên và nước. Giờ này 2 năm rồi, anh cô vẫn khỏe và còn sống. Thật ra công sức lớn lao nhất cũng phải là từ các bác sĩ, các khoa học gia tại Nhật Bản, nhất là nói về dòng sản phẩm Super Fucodin từ Okinawa. Họ không ngại ngày đêm nghiên cứu để cho ra đời những tuyệt phẩm hữu ích cho sức khỏe loài người. Vì vậy mà Johnny Dũng đã phải bay tận sang hòn đảo thuần túy mộc mạc của người bản xứ này để học hỏi và mang về thần dược tảo nâu rong biển. Mỗi chuyến bay sang Okinawa là một kỷ niệm khó quên. Nhớ mãi những giây phút lên đênh trên mặt biển để tận mắt thấy được dược rong biển Mozuku Organic được trồng trọt thật công phu, sạch sẽ, chất lượng cao, có dưỡng chất polysaccharide, lượng amino acid đầy đủ, hồng phát huy nuôi dưỡng trong mỗi một tế bào cơ thể. Johnny Dũng vô cùng ngưỡng mộ kỹ thuật tân tiến của người Nhật thông minh này. Chế biến được sự thẩm thấu gần như tuyệt đối mang tên liposomal trong mỗi một phân tử dược thảo từ dạng viên đến dạng nước. Đó là chưa nói đến sự hiểu biết sâu sắc tuyệt vời để có thể hòa quyện từng dưỡng chất thích hợp và đúng lý cho từng loại Super Fucodin nằm trong kho tàng dược thảo quý báu của Lotus. Quả thật xứng đáng với danh hiệu rực rỡ ông vua Fucodin mà người tiêu dùng đã ban tặng cho Lotus by Johnny Dũng. Không những là Fucodin hay trường sanh tự chi thảo Viracel, khi nói đến lão hóa, không ai có thể quên được ông vua collagen Johnny Dũng bởi vì dòng sản phẩm tuyệt vời Super Collagen từ Kobe. Nhắc đến Kobe là nhớ ngay đến dòng nước trong sạch tinh túy dùng để chế tạo nước collagen. Và dĩ nhiên, với truyền thống đặc biệt vốn dĩ tại Nhật, Johnny Dũng đã mang về công thức tuyệt đỉnh đoạt giải vàng vì những dưỡng chất trong Super Collagen giữ mãi nét thanh xuân cho chúng ta, như yến thượng hạng, như nấm đỏ linh chi, mật hoa anh đào, mật trào hoa nữ, thơm ngát, nhân sâm trắng truyền thống từ xứ hoa đào mà người dùng cứ tắm tắt khen ngợi hết năm này sang năm khác. Từ một góc phố thật quen thuộc tại Bosa, miền Nam Cali, tên Bà Tư Trái Cây Ngon, câu chuyện lạ kỳ về sức khỏe và làn da của chị Hương thật hấp dẫn. Hương nói Việt Nam Hương bị nám mà qua đây Hương bị nám. Từ khi mà Hương xài cái kem chống nắng của Lotus Johnny Dũng, từ đó tới nay cái da Hương vẫn đẹp. Hương bị đau lưng và đau xương khớp từ khi Hương dùng collagen linh chi. Tới giờ là Hương hot. Vì rồi thì lúc Hương chưa uống mấy cái khớp của Hương nè, bị đau từ khớp. Tự nhiên Hương hot, Hương không hay. Tới Hương nghĩ lại vậy là Hương uống cái collagen. Cảm ơn Lotus đã cho Johnny Dũng một cơ hội để có thể theo đuổi được sứ mệnh cao cả và thành công rực rỡ, để biến giấc mơ của mỗi chúng ta thành sự thật. Và dĩ nhiên, thành công trong sức khỏe và làn da của quý vị, đó chính là thành công riêng của Johnny Dũng. Mãi mãi lời hứa đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Lotus by Johnny Dũng, The Best of Life.